yêu đời chứ ta. Đây có chụp động vật khác. Ủa anh quay hả? Nhìn video đây xong bắt tải. Dạ vâng, à, đây là vị trí có cái căn nhà hôm nay em review gửi đến cho quý cô chú anh chị. Chính xác là thuộc Xuân Lâm, thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. À, cái con đường phía trước căn nhà là cái con đường trên sổ là 3m nha quý cô chú anh chị. Hiện trạng đã làm 5m rồi, nên là ô tô đi lại rất là tiện lợi. Đường thông thoáng nha quý cô chú anh chị. Đây, cái căn nhà nè. Đó. Một trệt, một lầu, một tâm, 5 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ. Có sân phơi ở phía sau kia. Ở bên cạnh thì họ đang mở nhạc để tiếng yến nên nó hơi ồn một xíu nha cô chú chị. Tiếng đó thì họ mở theo giờ nên nó cũng không có ồn lắm. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi vô cái căn nhà cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Đặc biệt là cái căn nhà này đại hạ giá lúc trước là 3,7 tỷ, bây giờ thì gia chủ họ chuyển đi nơi khác để sinh sống rồi, họ cần bán gấp. Nên là giá bây giờ chỉ 3,3 tỷ thôi, giá rất là tốt luôn. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị cùng di chuyển vô nhé. Ở bên cạnh họ đang xây nhà nên là nó rất là ồn, quý cô chú anh chị thông cảm ha.
Đây là cái khu vực sân để xe máy, xe ô tô này. Ở đây ô tô đi vô được. Căn nhà này là hướng đông nam, một cái hướng rất là mát mẻ, phù hợp cho quý cô chú anh chị hợp hướng là hướng đông tứ trạch. Bước vô đây là khu vực phòng khách. Gia chủ họ đã di chuyển hết đồ đạc rồi, chỉ còn một số vật dụng mà để lại cho quý cô chú anh chị ha. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi vô. Đặc biệt là cái căn nhà này thì ở dưới trệt có phòng ngủ nha quý cô chú anh chị. Phòng ngủ này thì rất là phù hợp cho những ông bà lớn tuổi hoặc là quý cô chú anh chị đi lại khó khăn lên lầu. Ở đây phòng ngủ dưới trệt này. Cũng khá là rộng. Bây giờ thì em sẽ di chuyển nhanh các vị trí cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ di chuyển qua cái phòng bếp cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Đây. Không gian bếp thì cũng được gia chủ họ thiết kế cũng khá là đẹp và bắt mắt. Các tủ cũng khá là xịn sò và cũng khá là nhiều để đồ thoải mái luôn. Và đặc biệt là có ốp miếng mica đây thì vệ sinh rất là tiện lợi. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi ra phía sau đây. Đây là cái toilet để dùng chung cho phía dưới tầng trệt này. Và đặc biệt là có giếng trời nên là lấy ánh sáng và tạo không gian trong nhà rất là sáng sủa luôn. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi lên tới tầng 1 cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Căn nhà này thì gia chủ họ làm đa số là bằng gỗ, rất là chắc chắn và đẹp luôn. Ở trên tầng 1 thì có 4 phòng ngủ, 1 toilet. Bên này thì có 2 phòng ngủ nè. Đó. Họ chuyển đi rồi nên là để một số vật dụng như là các cái giường còn lại nha của cô chú anh chị. Giường tủ còn lại. Giá 3 tỷ 3, một cái giá rất là tốt, đặc biệt là sổ đã hoàn công rồi. Dạ vâng, đây là không gian phòng vệ sinh nè. Chỗ này cũng có giếng trời. Phòng vệ sinh này thì dùng chung cho 4 phòng ở trên tầng 1 này. Một phòng vệ sinh thì hơi ít nên là một cái nhược điểm của tầng này. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi lên cái tầng tâm cho quý cô chú anh chị cùng xem ha. Tầng tâm thì còn có phòng thờ và cái phòng phơi đồ. Tại vì gia chủ chuyển đi nên là một số vị trí em chưa kịp bật điện nên nó hơi khá tối ha. Đây là không gian phòng thờ này. Nói chung là tầng 1 và tầng 2 tâm ở trên thì đều có ban công hướng đông nam hết nha của cô chú chị. Hướng với cái mặt tiền căn nhà. Bên cạnh họ đang xây nhà này. Tổng quan ở phía trước nè. Cách sông cái bên kia chỉ vài bước chân thôi. Phía kia là hướng sông cái. Nhà ở đây rất là nhiều nhân của cô chú anh chị. Nhìn xa xa kia thấy biển luôn. Vị trí này cách biển thì tầm 10 phút đi xe máy. Trong bán kính 1 km thì có đầy đủ các tiện ích luôn. Đây là không gian để máy giặt phơi đồ nè, rất là rộng luôn. Gần sông nên là khí hậu rất là mát mẻ nha cô chú anh chị. Phía sau này thì cũng có nhà yến, hiện tại cũng đang mở máy nên hơi ồn một tí xíu, nhưng mà
tí nữa thì họ sẽ tắt, tại vì mở thì theo cái khung giờ. Ở đây thì nhà cửa cũng rất là đông nha quý cô chú anh chị. Từ đây di chuyển đi ra chợ Vĩnh Ngọc, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc á, thì chỉ khoảng độ hơn 900 mét thôi, rất là gần luôn. Căn nhà này thì phù hợp để cho quý cô chú anh chị ở an cư, và đặc biệt là có thể đầu tư cho thuê lại. Bây giờ thì em xin nhắc lại thông tin. Căn nhà này với tổng diện tích là 109,8 m², thiết kế là một trệt, một lầu, một tâm, có 5 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, xong phơi. Giá thì chỉ 3,3 tỷ thôi, giá bán nhanh. Sổ đã hoàn công, diện tích xây dựng là hơn 84 m², một cái giá rất là tốt luôn. Quý cô chú anh chị thấy phù hợp với nhu cầu của mình, muốn sở hữu để an cư hoặc là cho thuê lại, thì inbox cho em liền nhé, với số điện thoại là 0356 004 325 nhé.